mọi người nha. Bây giờ tối nè mọi người, tối rồi, bây giờ Nam đi tưới rau. Tưới rau nha mọi người nha. Hôm nay tâm trạng đang rất là vui cho nên quay vlog hơi bị nhiều nha mọi người nha. Bây giờ mọi người hãy theo chân Nam tưới rau nha mọi người nha.